Quý vị thân mến, ở trên thế gian này, chuyện gì cũng đều có thể chờ đợi. Duy chỉ có hiếu thuận là không thể đợi chờ. Khiến cha mẹ vui mừng gọi là hiếu thuận, khiến chúng sinh vui mừng gọi là hành thiện. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với 6 nguyên tắc ứng xử cao nhất trong đời. Nhất định ai cũng cần ghi nhớ để cuộc đời thuận buồm xuôi gió hơn. Mến chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. 1. Hành thiện quý ở lòng hiếu thuận. Tu thân cái hay ở đức thận độc. Thực ra từ thận độc trong văn cảnh này có hàm ý là ngay cả những lúc ở một mình không ai chú ý thì hành vi của bản thân cũng phải thận trọng, không thể tùy tiện. Bởi lẽ điều tu dưỡng là định lực ở bên trong. Người xưa thường có thói quen mỗi ngày tự xét lại mình 3 lần. Những lúc không có ai, những chuyện nhỏ nhặt cũng đều chú trọng như bước đi trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu. Trước sau không phóng túng bản thân, không vượt quá khuôn phép. Thận độc là một loại tu dưỡng cần thiết trong đời người. Thận độc cũng là một loại nguyên tắc sống cần thiết trong đời người. Ở trên thế gian này, chuyện gì cũng đều có thể chờ đợi. Duy chỉ có hiếu thuận là không thể chờ đợi được. Hiếu thuận song thân là việc thiện to lớn nhất, khiến cha mẹ vui mừng gọi là hiếu thuận, khiến chúng sinh vui mừng gọi là hành thiện. Bản thân mang chút thức ăn, vật dụng cho cha mẹ, có những lúc thỉnh thoảng bạn lại ghé qua xem thử coi cha mẹ mình hồi này sống ra sao. Đây không gọi là hiếu thuận. Không khiến cha mẹ đau lòng, không khiến cha mẹ thất vọng, khiến cha mẹ vui mừng, khiến cha mẹ hài lòng. Đây mới là hiếu thuận thật sự. 2. Nhân phẩm quý ở chính trực, tâm địa hay ở phúc hậu. Nhân phẩm lấy chính trực làm gốc. Chính trực là nền tảng làm người, là rường cột để sinh tồn, cũng là căn bản của đối nhân xử thế. Chính là phẩm hạnh đoan chính, trực là nhân cách ngay thẳng. Làm người cần phải chính trực, làm việc cần phải nghiêm túc. Đường đường chính chính mới là nền tảng lập thân, gốc rễ xử thế. Tục ngữ nói, cây ngay không sợ chết đứng, chân ngay không sợ dày lệch. Người mà chính trực, tâm địa sẽ được bình an. Người phúc hậu thì tự thân trước sau luôn khiêm tốn và tự cho mình nhỏ bé. Duy chỉ có như vậy, lòng người mới cao thượng như cổ nhân thời xưa, tâm tính con người mới ôn hòa nhã nhặn. Những người phúc hậu vừa là người thông suốt độ lượng, xem trọng nghĩa khí, giữ vững chữ tín, lại có những lúc cũng sẽ mang đến cho người ta cái cảm giác dường như kẻ đại trí trông khá giống như những kẻ khù khờ. Thực ra không phải vậy. Là người phúc hậu thì thường khiến người ta cảm thấy tin tưởng, khiến người ta yên lòng, cũng khiến người ta cảm động. 3. Đối đãi với người quý ở sự thẳng thắn, chân thành. Đối nhân xử thế hay ở chỗ khiêm tốn, hòa nhã. Người quân tử lòng dạ thoáng đãng, kẻ tiểu nhân khúm núm, rụt rè. Chân thành đối đãi với người sẽ khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa còn sẽ được người khác tôn trọng, khiến hai bên cùng đạt được kết quả có lợi nhất. Trong đối nhân xử thế, khiêm tốn hòa nhã là một loại năng lực. Nước sâu chảy chậm, người sang nói năng từ tốn, nhẹ nhàng. Khiêm tốn hòa nhã còn thể hiện ở thái độ thân thiện trò chuyện, lòng không vướng bận lo lắng. Như thế mới có thể tự do tự tại. Khiêm tốn hòa nhã là một loại tố chất, một loại tâm thái, cũng lại là một loại văn hóa tu dưỡng thân tâm cho bản thân mình. 4. Làm người quý ở thiện tâm, làm việc hay ở hết lòng hết dạ. Thiện tâm như nước, có thể làm dịu tấm lòng, tĩnh lặng tâm hồn. Không kể làm chuyện gì, chúng ta trước sau đều làm hết lòng hết dạ,
mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu chúng ta làm việc gì cũng đều có thủy có chung, gắng hết sức mình, chắc chắn sẽ có thể giảm thiểu được những điều tiếc nuối. 5. Nói năng quý ở khiêm tốn, hòa nhã, cử chỉ hay ở thận trọng, vững vàng. Nói năng khiêm tốn, hòa nhã thì sẽ dễ xử thế, hành vi khiêm tốn sẽ dễ làm người. Khiêm tốn chính là gặp nhau nơi đường hẹp, nghiêng người để dễ đi chung. Đất kia nhờ hạ mình mà thành biển cả, người nhờ biết hạ mình mà thành bậc đế vương. Làm người khiêm tốn mới có thể giảm thiểu đi những can nhiễu và trở ngại ở mức lớn nhất với người ta, mới dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Bạn đặt mình ở chỗ càng thấp, địa vị của bạn trong lòng người khác sẽ càng cao. Khiêm tốn làm người, mọi việc mới dễ thuận buồm xuôi gió. Cao quý mà không khoe khoang, giỏi giang mà không phô diễn, mới là cảnh giới chí cao của đời người. 6. Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách. Người xưa nói, vi phú đương nhân, tức giàu mà nhân đức. Làm người cần phải có một trái tim nhân từ. Trái tim nhân từ là chân tâm bản tính vốn có của chúng ta. Dù nghèo nhưng giàu nghị lực, con người chỉ cần có chí khí, có mục tiêu theo đuổi, dốc lòng mà thực hiện, nhất định có thể thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Chí là chí khí, ý chí, chí hướng, là mục tiêu mà đời người theo đuổi, là quyết tâm gặt hái được thành tựu. Người có ý chí, mọi việc ắt đều sẽ thành công. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.